Audio Jungle. Đây cái cành này thì cũng cho đi chứ này. Đây này. Thì nó xong rồi này. Đây này. Mình thả, thả tay ra, em cọt ra. Thả hết ra, thả, thả hết ra. Thả tay em đây. Ủa, để cho cái bên trong kia ra. Đấy, vịt chả mạnh tay như thế thì tại vì mình đang làm tán mà đang đi đâu rồi nó lại bươn ra. Nói chung vườn này vẫn phải đi sơ lược một lần nữa đúng không? Sơ thôi vì rồi có một số cái cành nó vượt ra tôi biết rồi và ngồi dữ quá dạ. Thì mình có khả năng không lại này không lại đấy họ không lại chúng ta cũng vậy này khả năng mình không lại này nó vượt ra so với như những cái cành còn lại mình sẽ không lại. Ở cơ bản như thế này là em nói là ok rồi. À. Nước non phân bón một cành chồi như thế này em nói là cực kỳ tốt. Phải không? Đó. Cành mà sau này cành ho của mình mà nó ra như thế này là ổn định này. Cành sau này cành tây của mình làm ho là mập như thế này là ổn định. Là ok. Ok. À. Lá là ok rồi đây. Cành gì? À, được rồi. Thế này chắc phải đi tỉa mất khoảng 2 ngày đấy. Các cái ngọn. Đó đi tỉ sơ là tất cả các ngọn. Tiến ạ. Đây cái phần này còn là đây. Đấy, cái đấy tôi đi luôn. Đi luôn dưới này. Không được, em phải bẻ bên này ra nữa chứ. Cái cành này thì tự đi đi khóa còn một số cành em chuyển xuống để đây cái cành đâm vô anh ha đây đây đấy đúng rồi mất tác dụng bấm đây cái cành kia sao cái cành này đó à thứ nhất mình bấm á là mình sẽ cái trước này. Khi bấm á là mình phải đứng ở ngoài mình nhìn vô cái này bấm cái giữa này đi rồi đâu ok chứ sao mình đứng ngoài mình nhìn vô nhìn mình coi thử cái, những cái cành nào nó sẽ vượt trội so với những cái cành còn lại thì mình vô đó mình bắt đầu mình vô xử lý luôn đó, mình sẽ để ý chẳng hạn như những cái cành đó lên quá vượt trội với những cành còn lại không mình xử lý hai chỗ này đẹp đây cho nào cho đi luôn này. Cành đó mình nhìn đi mình tự hình dung cho quen nó bắt đầu mình vô xử lý luôn cành này cho đi nhá giống bơ khác ủa cho đi nhá sao đúng. Lại có một giống mà giống này là ngày xưa chồng mình cái này mình mới ghép năm ngoái này đây này à cái khúc kia đó nhưng cái cành này ghép bị chết à hiểu không anh ghép ở ngoài này đúng rồi đây này cái bơ này nó là giống bơ này bơ dở lắm chồng bị nấn thế là mình mới ghép năm ngoái đấy giờ mới được năm đấy à tất cả các vết ghép đây đấy mình ghép đấy đấy ok được không ok ghép đấy đấy mới ghép được năm ngoái mấy tháng 11 mình chắc ra sau này mình chắc ở dưới trước nha rồi nó đứt trước hả rồi cái mình chắc ở trên cho nó khỏi bị tét rồi hiểu rồi cái này nếu mình chắc là một là phun thuốc hai là bôi thuốc rồi chứ không để mưa gió là thâm nhập nấm bệnh vô này nấm bệnh đúng không còn cành này là vẫn để được hả rồi vẫn để được vẫn để tốt đó giờ xử lý cái đọt đấy đi đây đọt thì xử lý đọt này thôi không đọt chính luôn anh xin ngọn rồi ngay tay luôn không được ngay tay dưới tay đầu tiên cầm á tới đây bấm là bấm sát vô cho bấm nó khỏi... sát nhá sát vào cái là cho nó khỏi bị y như chỗ hồi nãy nhưng mà mình bấm sát cho nó khỏi bị nứt cái chồi non lên
Ôi, quá rồi, quá mất một cành. Quá mất một cành. Trên cành đẹp. Chưa cành đây. Chưa cành, đâm là thành cán lạch rồi đấy, Việt Nam, hơi bị dở. Cái cành này, đây này, cành này phải đến lại. Đúng rồi, nó đều luôn á. Nhìn, người ta cắt, người ta phải nhìn. Có lỡ không sao đâu. Lỡ không sao đâu. Nhưng mà ý là làm còn cây khác. Ô, bệnh này, vẫn còn bệnh nhiều lắm này. Ờ, thì thỉnh thoảng bị thế này, cái kia mình quét, mình quét, quét. Cho ra này. Đấy. Alo. Cành này chắc cho đi chứ gì? Rồi cho đi đi. Hả? À, tôi đi cành ngoạn mà nhá. Mà cho đi ở trên đi anh. Cành trên đó xuống 30 phân. Từ đây á? Vâng, ngày đó đó. Xuống tầm này à? Không, trên đang trên cành nữa. Rồi ok. Thế cành này. Rồi ok luôn. Cành này đúng đây nhá. Dạ. Cơ bản như mắc ra là ok này. Cái này vậy hả? Cái này vậy. Sấy. Sấy hả? Sấy. 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 Có cơ bản như mắc ra này sấy. Thế cái này được chưa? Cái này cho đi nhá. Ấm đồ ngọn luôn. Đây nhá. Vâng. Rồi, được chưa? Rồi, đâu ngọn nó luôn. Ngọn này nhá. Thôi. Được chưa? Cái cành dưới lại cho đi này. Thôi, cần gắn mấy tay cầm á. Được chưa? Rồi, được. Cái cành chỉ vô kìa. Cành này không, bên kia bên tay á. Chỗ ngay chủ tay ba á. Đây á. Mấy bên này này, ở dưới này, ở dưới đây. Ờ đúng rồi. Cành này cho đi hả? Không. Cành dưới á. Cành này có cho đi không? Chưa cần đâu, chưa cần thiết. Nếu mà chưa cho đi thì phải cho cái cành này đi. Rồi. Tại vì chưa cần thiết mình phải làm xử lý triệt để luôn mà. Đó như thế này là được rồi. Bên này thì tại anh biết này... sao không? Nếu mà anh đã làm mạnh tay quá mà anh không chăm tốt thì cây mình sẽ bị mất sức. Rồi rồi. Ừ, nên không. Làm cái gì cũng phải vừa cây của mình. Về chăm là anh em yên tâm. Rồi rồi rồi. Cái cành này có cho đi không? Đây này. Rồi không cần, không cần, không cần. Không cần. Thế đây, cành này cho cành trên này đi nhá. Trồng này. Cành trồng này. Rồi đúng rồi. Cái này bấm đây đi luôn nhá. Vâng. À, anh bấm như thế này này. Bấm đây nhá. Đây. Rồi anh chưa cần đi ra ngoài này nha. Rồi đấy. Bấm đi. Rồi, hợp lý. Rất ư là hợp lý. Giống như yêu cầu đưa ra. Tại được rồi, bấm đưa cho nó ra ngoài này. Đấy. Khả năng được rồi đấy nhỉ. Rồi ok rồi. Có cái cành này này. Cành này khả năng. Anh biết sao không? Chưa, tại vì rất ư là xa. Nó còn rất ư là xa. Thôi, không có tỉ nữa. Ok rồi đó. Tỉ như thế nào là ok này. Ừ. Tại vì bây giờ butter á, mình đang tạo tán thì mình sẽ tạo như thế này. Đó, tất cả cành như thế này là anh làm anh thấy là hợp lý rồi đó. Yeah. Sau này mà chẳng hạn như sang năm, bắt đầu những cái cành mà cho mình lấy trái á, những cái cành này mình sẽ không tỉa nha. Bắt đầu là những cái cành này mình sẽ không tỉa. Đó, đây là còn tơ, mình sẽ tỉa như sau. Bắt đầu có lứa cành thứ hai á. Để sẽ lại ra trái. Bắt đầu sang năm cho đi là cái lứa này bắt đầu có thể để luôn cho trái được. Lứa này thì chưa ra trái được, tại vì thứ nhất nó còn rất ư là tơ. Chẳng hạn như thời gian mà thời tiết như ở dưới này nó mưa rất nhiều quá thì bơ anh sẽ đi đọt rất là nhiều. Đúng rồi, sẽ không đứng lại cho anh làm ho được. Tháng 3 đó. Tháng 3 ra bông mà cái này thì cây thì còn nhỏ nó thì nó sẽ mất sức thì cây nó đã ra ho. Nó là ho thì cây xúc xúc rất ư là nhanh. Bơ anh còn rất nhỏ thì chưa có khả năng thì làm thì vẫn làm được nhưng mà đúng rồi. Những cái cành tây đây là mình sẽ không bấm nữa này. Rồi. Đó, tây đây mình sẽ không bấm. Tức là khi mà để gây để đó, những cành này mình vẫn để luôn. Yeah. Đó, mình khi mà ho trái xong xuôi rồi, bắt đầu cái nào bung đầu trái xong rồi á, mình bắt đầu mới tỉa những cái cành không có trái. Đúng rồi, cành này chẳng hạn nó không ra bông, không trái mình mới tỉa đi. Rồi, rồi. Còn như thế này là anh đã nắm bắt được cái cốt lõi rồi đó. Ok. Đây qua cái máy cây khác coi thử cái nhà. Khu sâu này rậm mà. Chút có sâu á. Đó.
Đó, cơ bản như thế này là ok rồi đó. Chẳng hạn như cái đọt đây, bây giờ mình cắt thêm cắt sờ cái đây cho nó bung cái đáng cho nó đều qua nha. Đáng cho nó đều tán. Đó, cho nó đều. Đúng rồi. Ví dụ như cành nào mà mình cảm thấy chưa cần có như cây kia này. Đây này. Cái đó là cắt luôn cái ngọn làm ho đó. Đúng không? Giờ sao? Cái đây đang làm ho này. Làm hoa này. Mà cái này đơn giản, nếu mà mình không muốn ho thì mình vô phân vô nước thì nó đi đọt lại thôi. Vô phân lại hả? Vô phân vô nước là nó đi đọt lại. Thì vô phân vô nước luôn. Còn không thì anh thích thì để thử một cây thử nghiệm thử ra sao. Thôi, làm nhiều chứ, anh em làm gì thì cứ theo đi. Thôi cứ để sang năm mà làm cho anh. Năm nay không nên ăn quả. Cơ bản là ok, cái đọt trên kia bấm luôn. Bấm trên ngọn luôn rồi. Bấm luôn cho nó bung tàn. Cho bung ba tán ra. Thứ nhất đó là mình không nên để quá cao. Tại vì nếu mà cao quá thì thứ nhất sau này mình xử lý rất là khó. Đúng rồi. Nên mình sẽ để vừa tầm. Rồi, bấm luôn. Thứ hai là bơm mình nó lại. Cắt cho để chú chỉ cho. Cưa ngay đây này. Cưa cái đoạn để ba chánh ấy. Đó, ba nhánh là ba nhánh to ấy. Đó, cưa còn nhánh một mình nó lên trên là mình. Đó, mình yêu cầu là cây giống như cây mình mới vừa coi đó. Cây đầu tiên anh em mình coi đó. Không, xuống xíu nữa. Nữa. Rồi, đấy, okay. Đúng rồi. Cắt luôn cả cành con đi. Cắt luôn cành con luôn đi. Đó, cơ bản là 8 anh để như thế này nè. Được. Đó, đây là cái cành vượt này. Mà anh đã xử lý rồi nè. Đấy. Nó nên rất là ok. Anh là nắm bắt cái kỹ thuật. Nói chung là rất là tốt, rất là nhanh đó. Đó, cành chồi để như thế này. Em đi vườn nhiều và đúng không? Vườn đầu tiên mà em vô em cảm thấy ưng ý nhất. Thật đấy. Ưng ý nhất luôn. Đâu không biết của mấy anh em chứ. Đó giờ cơ bản này cho cứ nhìn đấy, mấy cái ngọn kia. Đó mấy cái đọt mà lên cao vượt trội so với như những cái cành còn lại á. Giống như cây đây. Để nuôi cái tán xử lý lại. Đó cơ bản là giống như cái cây kia này. Ừ. Đó là một. Cái đại là hai. Cơ bản thì mình để như hình thức là để như thế này. Đều tán. Sau này những cái cành mà nó vượt lên á, mình đó, chẳng hạn như cây này nó hơi bị vượt lên này, mình xử lý cái đoạn đây đi. Nữa cái đoạn này luôn đấy, việc mình để ý chú chị mọi khi nè, không để thì để cao đấy, sau này nó bung ra là nó bung ra là đấy mình nó đều. Thứ nhất đây là khoảng cách ăn trồng nó dày nên mình cũng không để cao. Đúng để rồi. Cao thì nó sẽ căng rộp đó, nên sẽ để vuông tầm như cây này cũng phải. Cái đó thì mình chỉ sơ ba cái đọt kia là cái đọt non đấy, ba cái đọt non đó mình chỉ sơ thấp xuống chừng cỡ 3 đến 40 phân. Cái đây cũng vậy, vô dứt cái này cái đọt đó. Thứ nhất là cái này anh ok cái gì vậy? Lá lít này lá được phải không? Thuốc men là anh phun định kỳ, là anh có phun không chứ mà em không thấy là chỉ phun thuốc sâu thôi. Cái này bị sâu mũ này. Đấy đang bỏ xử lý cạo treo đây. Bị nặng luôn đó, những cái đó làm ho đây đúng rồi. Thực ra bơ này để làm thì vẫn làm được nhưng mà nó không đạt được cái tỷ lệ là bao nhiêu, tỷ lệ phần trăm nó ít hả? Rồi cái đọt dính dính lên cái hai cành chỉ ra nữa đó. Cái này cho đi luôn rồi chứ không đâu, cắt cho ngồi đó đó đó, ngay chỗ còn không. Chưa làm một cành chỉ xíu nó đây. Từ từ. Rồi, cái cành đó chưa lại. Cành đấy chườn lại để cho nó phát ra. Cái đọc trên đi, các cái đọc trên đó. Cái mẹ. Rồi, đúng rồi. Đây đúng không? Đấy. Cái đấy đấy kéo bấm sát xuống, nó lại ra. Kéo đi, đúng rồi. Bấm. Đấy kéo đi, kéo đi, đấy kéo đi. Những cái cành đấy nó xẻ ra lại đi cắt đi, ta đã bảo rồi phải hỏi kỹ. Làm cây là phải cẩn thận. Rồi ok. Cây một cái tán nó phải dễ. Cái này là sát nữa xuống. Sát nữa không để cho nó phải ra chồi. Đúng rồi. Chính xác. Cái này là anh tự xử lý đó hả? Ừ, tự làm đấy. Mình cứ xem clip. Toàn clip của anh em thôi xong mình làm. Cái này là xử lý làm mình thấy ok, cực kỳ ok đấy. Vườn đầu tiên mà em vô em cảm thấy ưng ý nhất. Thật đấy. Đục nhìn clip là thật, nhưng mà tôi chịu khó lắm. Ngày nào tôi cũng mở clip ra tôi coi. cái vườn này là em thấy đạt yêu cầu và đạt hiệu quả nhất. Ừ. Nắm bệnh anh phun được nhiều lần không? Đổ phòng thôi. Đổ phòng hả? Ok. Nam của thằng cái này là bôi thuốc gì rồi? Bữa trước ấy, ngày xưa nó cái này chưa đâu. Có cái mấy cây kia bôi. Cây kia bôi hết rồi, nó mạnh con rét.
Này tí em chỉ thuốc cho quét là hết luôn. Có cây này nặng, mấy cây kia nó hơi bị thâm thâm kiểu này, nó cho chọc vào thấy nước thôi. Cạo, nhớ cạo, cạo cho kỹ. Đấy, Việt nhìn chú làm xong là mai mốt. Hôm nọ định bảo xử lý rồi, nhưng mà bảo ui bảo anh em qua tội gì, chỉ cho một lần. Mình làm nỡ vẫn thả để nguyên cây này để xử lý đúng không? Dạ. Yeah. Không, tôi làm thì cũng cẩn thận lắm, tính cẩn thận, nhưng mà... Cái này nếu mà bôi rồi thì mình kèm thêm thuốc sâu, mình quét lên cho nó khỏi cái mấy con sâu. Nó đẻ trứng à? Nó đẻ trứng trong này. Cái này cơ bản thì nó cũng tự liền rồi này. Tự liền là do mình đổ cái xi kia đấy. Nhưng mà chưa bớt hẳn. Đúng rồi, đúng ra phải đổ nữa, nó bảo 15 ngày đổ lại. Nhưng mà sau trận đấy mưa lại không đổ nữa. Cái xi hả, cành màu trắng hả? Đúng rồi. Cái xi đổ tốt lắm ấy. Đúng rồi, cái đó đổ tốt. Cái xi tốt cực kỳ luôn đấy. Nhưng mà mình không lạm dụng, ý là bên này như này. À, còn bên này nữa. Mày còn bên cái cây. Ủa cha. Cái này bị nhiều vậy? Cái này bị nhiều, cây này bị nặng nhất hả? Nó bị đầu tiên đấy. Em thấy vô là em thấy cái vườn của anh là em thấy ưng ý. Thứ nhất cái cành chồi của anh là cơ bản là anh nắm bắt, nói chung là ok. Biết đó, như thế đó. Yêu cầu là của tụi em đưa ra là vậy đó. Đúng rồi đấy. Cũng nhìn anh em làm thế nào. Tỉa lúc đầu ai sốt ruột. Thật ra là mình làm này ai sốt ruột, nhưng mà khi thấy làm bây giờ ra tán ta bảo cũng nhận về cái bơ trông đẹp. Sắp ruột không? Lần đầu tiên làm là sốt, đúng rồi. Vợ con là thôi không dám cho làm luôn á. Nhìn thấy còn mỗi cành không? Rồi tất cả mọi người kêu bơ mà trồng lên cỡ đó mà mình đi cắt hết như thế này thì mình làm ăn gì? Làm ăn gì nữa? Nhưng mà giờ là thấy cái hiệu quả của nó rồi không? Ăn theo cái ăn theo này này. Cái khe của đó. Mình cạo chân cái này quét luôn. Nó không hết dứt điểm mà. Là nó lên lên. Lên. Nên cạo sạch tu. Biết được cái anh biết sao không? Cái cơ bản là từ đầu anh khi anh trồng, anh đã tạo từ nhỏ. Đúng rồi. Nên cái vườn anh là rất ư là tuyệt vời ở chỗ đó. Còn những cái vườn mà em đi khắc phục toàn là đi khắc phục. Đúng rồi. Nó không được đạt như cái yêu cầu mà tôi xem mấy clip ông làm 2 năm đẹp lắm. Làm nhà nào kêu làm 2 năm nền. Dạ 2 năm thì được, chứ còn những cái mà đi khắc phục lại là những cái vườn quá lứa tuổi rồi. Là mình đi phải tạo lại từ đầu nó rất là khó. Và lúc đó cái này cạo càng sót nữa. Lấy cái dao cạo ra nè. Biển như đó nhiều lắm. Cứ cạo hết đỏ trắng quét 2 lần bớt luôn á. Nói chung mình cạo mà cứ để nha, mình phải cạo nó có một cái thứ nhất là nhãn, thứ hai là cái đây là mình phải có độ xiên của nó. Xiên nhá, biết sao nó sẽ nhanh liền cái vết cạo đi. Chứ còn mình cạo vuông góc như thế này á, nó sẽ lâu rất là lâu. Mình cạo như xiên như thế này á, cái da nó ra độ nghiêng. Độ nghiêng da nó ra sẽ liền rất là nhanh. Và nhớ nha, nếu mà nó đã bị nhiều thì mình sẽ cạo dần dần. Khi cái này nó bắt đầu liền rồi, mình sẽ cạo thêm cái này. Ví dụ như cái này mà nó bị hết luôn thì mình sẽ cạo cái phần nhiều nhất đó để em xử lý. Sau khi mà phần nhiều nó bị, nó sẽ bớt đi rồi, mình sẽ tiếp tục cạo bên này. Nếu mà cạo luôn thì cành này bỏ chết nữa. Dạ là cái vườn anh là anh tạo từ hồi năm ngói hả? Đúng rồi. Mình thấy nip hay quá, nó chung theo mỗi bên mình là cái nip đấy, mình cứ ngày nào mình mở ra mình coi. Tại vì nó chưa đến vụ ý là ra quả ấy. Đúng rồi. Trăm cây tơ thì thôi mình cứ làm đấy. Mình nghĩ là đến lúc quả bắt đầu kết hợp với anh em làm. Là kêu anh em sang giúp đỡ. Còn thật ra là không, cây tơ mà anh đã làm như thế này là sang năm nữa là đạt. Ok rồi, sang năm là em nói là cái này đã bỏ sang năm luôn chứ.
Úi, cái này bị nắng khiếp á. Cây này đầu tiên nó bị chỗ này. Lành nhạt lắm. Không trĩ không? Cho ăn không trĩ này. Đấy. Trời ơi. Nó quay nó bị hết cái chỗ đấy. Nhưng mà vẫn khắc phục được. Khắc phục được. Không sao. Bỏ luôn. Bỏ luôn. Nó hơi lâu một xíu. Nhưng mà mình chưa cho trái thì vẫn chưa. Chưa cho trái thì không sao. Cái này còn kêu tốt. Ăn đi cái sách này là em nói là hợp lý nhất. Ừ. Bờ với na như thế này. Đấy. Mô hình này là mô hình đang thành công. Na này đặt đài rất là hợp. Giờ mà trái cái đó, cái này đúng vô dịp Tết luôn nè. Được cái đầu tháng 12. Đầu mình thu hơi sớm. Mình lúc đấy là thế sau không? Mình chỉ tỉa cành, mình ý là mình chưa muốn cho ra quả. Ừ. Nhưng ông kia ông sang thăm và uống ạ. Để được, mày cứ để đi. Để ít thôi. Đúng rồi, để ít thôi. Ừ. Cái này em thấy anh để cũng hơi nhiều á. Đấy. Sợ lỡ bằng tuần này rồi. Đúng giờ nó to quá rồi tiếc. Tính là không cho ra luôn đấy. Nếu mà Việt về sớm là hai bố con là không cho ra. Nhưng mà nhà vợ ấy, bà xã bà ấy cứ cầu nhau bà ấy tiếc. Đâm một mình nhiều khi bỏ vợ chồng đổ tiền lên nhiều nó cũng sốt ruột. Nhưng mình bảo thôi từ từ. Nhưng mà hai bố con về thống nhất là khả năng bà vợ bà ấy cũng nghe được. Nhưng mà sợ thì để. Nhưng mà tính mình là vặt đi đấy. Tháng riêng mới cho ra đấy. Cái này, cái là sản lượng mình để ở đây, cái đây được mình bao nhiêu gốc? Tất cả na đó. Na này nó vào hơn 2,000. 2,000 gốc hả? Ừ. Cái này mình kiếm không dưới 1 tấn na đó. Ừ. Bên đó anh cậu. Qua cậu bên đó là. Cái này bây giờ lấy thuốc gì bôi? Ờ tí nó vô nhà em chỉ thuốc cho. Ở đây có không? Có luôn, bên em có luôn. Thế thì bôi luôn được không? Không, ý là có xe luôn á. Làm gì có đồ pha. Thôi để chờ vào con quét được. Đúng rồi. Nhớ cạo sạch nhớ nó đi. Nhớ nhớ, đi từng gốc một. Đi từng gốc bốn xung quanh chứ không phải là mình làm vớ vẩn đâu Việt, hiểu không? Mà làm phải kỹ như chú này đấy, cạo đến tận chân kia hết cái đèn cạo luôn nhá, chứ không phải cạo đến đây xong là cạo tới đây mà không cạo dưới này thì cũng bằng không ấy. Cũng bằng không, nó lại lên lại liền, nó lại đẩy lên đấy. Cái này nó bị mắc cái gì ở đây ta? Cây non nó lên, cái chồi non anh biết sao không? Cái à này, cái chồi non nó lên mà nó vẫn bị này đấy. Là nấm nó xâm nhập vô những cái vết cắt. Đúng. Nên những cái vết cắt này nè, anh đã cắt rồi anh phải xử lý. Phun nấm liền. Phun nấm. Không để nó xâm nhập vô những cái vết cắt này nè. Ngày xưa là có bôi thuốc. Bôi thuốc không? Có. Ờ vậy thôi ok rồi. Bôi để chống đẻ trứng rồi đấy, xong hết mà. Ờ vậy đúng rồi. Ok rồi. Để cho này đi chấm từng nốt cắt này một này. anh làm là em không. Sao phun cho nó khỏe. Phun nhanh hơn, khỏi cái công nghệ. Phun chứ anh đi chấm như thế. Chấm xong rồi đợt sau phun thuốc sâu là pha thêm cái thuốc ấy vào nữa. Không được. Pha thêm.